Thưa quý vị, sáng sớm nay, lửa bốc lên ngùn ngụt tại tầng tung ngôi nhà 4 tầng trên đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khiến nhiều người dân xung quanh hoảng hốt. Cụ thể, khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại tầng tung ngôi nhà trong ngõ 320 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhiều người dân xung quanh hốt hoảng báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt, phối hợp cùng công an phường, dân phòng dập tắt đám cháy. Bước đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Ngày hôm nay, ông Lô Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cám Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa có người tử vong do rắn độc cắn. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, nạn nhân sinh năm 1969, trú tại bản Mòng 1, xã Cám Muộn, huyện Quế Phong, cùng một người bạn đi quăng chài ở xã Nậm Nhóng, huyện Quế Phong, thì bị một con rắn độc cắn ở vùng mặt gần thái dương. Sau đó, ông và người bạn đi cùng đã đánh chết được con rắn độc rồi về nhà. Nhưng đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông đã không qua khỏi. Được biết, loài rắn cắn nạn nhân là rắn hổ phi, một trong những loại rắn có độc tính cực mạnh, có thể gây hoại tử và chết người. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sáng nay đã dùng thiết bị chuyên dụng cắt cabin xe tải, giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ tai nạn trên đường Vành Đai 3 trên cao thuộc địa bàn Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải xảy ra tại đường Vành Đai 3 trên cao đối diện bến xe Mỹ Đình hướng đi từ Khuất Duy Tiến, Mai Dịch, nên đã huy động một xe chỉ huy, một xe cứu hộ cứu nạn đến hiện trường. Tại đây, khi phát hiện 3 nạn nhân mắc kẹt bên trong cabin một chiếc xe tải, lực lượng cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt cabin đưa các nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng này vừa cứu sống được nạn nhân mắc kẹt nhiều ngày dưới giếng nước tại thôn Ba Si, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc lên bờ. Vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày hôm qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được thông tin của người dân về việc người đàn ông vô gia cư chưa xác định được danh tính đang bị mắc kẹt dưới giếng nước nhỏ hẹp, nguy hiểm đến tính mạng. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ tìm mọi cách để tiếp cận nạn nhân ở độ sâu khoảng 3,5 m. Sau khoảng 30 phút triển khai biện pháp cứu hộ, lực lượng công an đã đưa được nạn nhân lên bờ an toàn và chuyển tới bệnh viện đa khoa khu vực huyện Ngọc Lặc để cấp cứu điều trị. Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã có thông báo về việc tạm dừng bơm hút, khai thác nước ngầm đối với một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân tạm dừng việc bơm hút nước, khai thác nước ngầm tại khu vực bản Na Hiêng, bản Công, bản Na Nong, bản Pong, bản Châu Hồng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, tại xã Châu Hồng xảy ra tình trạng sụt lún, nhà dân bị nứt nẻ, 279 giếng nước sinh hoạt đã bị khô cạn nước. Đặc biệt, kể từ cuối tháng 2 đến nay, có 114 nhà rạn nứt, bao gồm nứt tường, nứt nền nhà, lún móng nhà, đất vườn. Ước tính thiệt hại lên đến 57 tỷ đồng. Người dân nơi đây cho rằng hiện tượng đất sụt, nhà nứt, nước giếng cạn là do hoạt động khai thác quặng thiết gần đó. Để khai thác được quặng, những công ty này dùng máy công suất lớn để hút nước từ dưới lòng đất, dẫn đến nguồn nước ngầm dần bị cạn kiệt. Liên quan đến vụ tài xế xe điên tông nhiều người tối qua tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an thành phố Phan Thiết khám nghiệm hiện trường để điều tra. Theo thông tin ban đầu, sau khi xảy ra mâu thuẫn đánh nhau trước quán nhậu ở bờ kè Phan Thiết, một người đàn ông leo lên ô tô và bị những người bên dưới ném ly, ném bàn ghế vào xe. Tài xế đã điều khiển ô tô lao lên lề, xoay vòng, truy đuổi đối tượng, sau đó tông loạn xạ. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, tài xế này điều khiển xe xoay nhiều vòng điên loạn, lao thẳng vào nhiều người tại hiện trường, sau đó rời khỏi hiện trường. Một trong số những người bị tài xế xe điên này tông trúng là anh Hà Xuân Hải, được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương nặng. Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản. Nghi phạm vừa bị bắt giữ là Đào Anh Tuấn, sinh năm 1973, trú tại đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đối tượng bị bắt giữ vào khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày tại nhà riêng. Trước đó, phòng PC02 nhận tin báo từ Công an quận Ngô Quyền về việc khoảng 15 giờ 10 phút tại phòng giao dịch của một ngân hàng có địa chỉ ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền xảy ra vụ việc cướp tài sản.
Thời điểm trên, một đối tượng bịt kín mặt, cầm hung khí đã xông vào trụ sở phòng giao dịch, uy hiếp, đe dọa nhân viên để cướp tài sản. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường. Gần 20 năm qua, quán cháo Về Đây Em tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh được mọi người biết đến là quán cháo rẻ nhất Sài Gòn khi bán mỗi tô cháo trắng với giá 1.000 đồng. Giúp cho người lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được một bữa ăn no ấm áp. Chủ quán là ông Thái Công Minh, 66 tuổi và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Phượng. Từ khi mở quán, giá bán mỗi tô cháo trắng là 500 đồng, nhưng đến năm 2012, tờ tiền mệnh giá 500 đồng không còn phổ biến. Cộng thêm vật giá cũng tăng nên tăng giá bán lên 1.000 đồng. Ông Minh chia sẻ, ngày trước vì hoàn cảnh khó khăn, ông bà đã bắt đầu kiếm tiền với quán cháo này. Ngày nay nhờ quán cháo mà ông bà lại giúp đỡ cho biết bao hoàn cảnh khó khăn khác, và niềm vui lớn nhất chính là được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Vâng, Về Đây Em chính là tên của quán cháo 1.000 đồng. Cái tên đơn thuần chỉ là một tiếng kêu, tiếng gọi như chồng gọi vợ, anh gọi em, chị gọi em. Nhưng đối với ông bà chủ quán, đó là tiếng gọi thân thương nếu chân thực khách tìm đến quán. Và đến đây, bản tin số 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!